Ê, bắt đầu là anh có những cái gọi là anh chỉnh lại, anh nói là anh chọn lọc mà anh thằng đây là không được đâu. Bắt đầu nghe tiếng nó lời nguyện, bắt đầu là con vợ anh phải xúi anh đây là người đáng tin tưởng là anh phải là mời lời nguyện lên, rồi gặp ông cậu nữa, gặp cậu cũng chơi cũng 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 được. Anh cậu nó là cái như là lời nguyện là phải mời lời nguyện lên cho bằng được, để mà cái như giống như là cái ngày xưa mà Lưu Bị đi cầu Khổng Minh quá vậy đấy, là bây giờ bằng mọi giá là phải mời được lời nguyện lên để mà chia sẻ những cái thông tin lên để cho cộng đồng mạng biết. Rồi lúc đấy mà bắt đầu là trước khi mời lời nguyện là con em gái điện qua để làm một cái món quà đầu tiên, đó gọi là một cái đoạn ghi âm là dài mấy chục phút á, để đưa lên cho cộng đồng mạng thưởng thức cái gọi là cái phát súng đầu tiên mà vũ tiên chiếu cộng đồng. Bắt đầu thứ hai đó là vũ kể như là cũng lên một cái clip tự mình lên luôn, mà bà con còn nhớ cái clip mà vũ cầm cái trái dưa leo, mà cái trái dưa leo cái trái dưa chuột đó vậy đấy, cái trái mà nó chưa rụng kể như là cái cuống rúng, anh cầm cái như bắt đầu anh nói một đoạn rồi anh nhai luôn cái đó, là chứng tỏ thấy anh này là tào lao bác sĩ rồi đấy. Anh ví von ngày xưa ảnh là 11 tuổi là nó như cái đó, nó còn cả như là như thế, nó còn cả như lông tơ như thế, mà cả như là nỡ lòng nào cả như là thế này khác cả, một cái hành vi cực kỳ phản cảm. Lên cộng đồng mạng mà cầm cái dưa chuột, mà dưa chuột chưa rụng cái bông mà cầm mà nhai nhắm nhai nghiến đó đó, rồi có những câu từ mà nói ra nó vô cùng thô thiển, mà cái như là anh kết luận là tại sao lại là ép ảnh vô con đường thế này, tại sao lại nói ảnh thế này. Tôi nói quý vị, nếu mà thằng Vũ đó không có những cái hành vi như cái thước phim đầu tiên này thì chúng ta có thể tin là anh này là một người tử tế, nhưng mà chính từ những cái thước phim, cái đấy là một trong bản chất quý vị, cái bản chất một con người nó thể hiện là ngay cái vấn đề đầu tiên mà anh tiếp cận. Cái bản chất như thế thì chúng ta không thể mà tin tưởng được một con người mà thể hiện bản chất ngay từ đầu tiên mà anh đã cái như là có những cái mà nó bộc như thế, thì khó mà tin những con người này, vì những bản chất là những bản chất quá đòi quá tòi đấy. Ai đâu mà lên cộng đồng mạng anh ví von cái đất chi mà cá nhân cầm cái dưa leo mà nhai ngấu nhai nghiến rồi, cái như là tôi hỏi quý bà con, cả một cộng đồng mạng là kẻ lớn người nhỏ đấy, có những bà con cô chú là 70-80 tuổi rồi, cái tuổi cũng là cũng so với anh Vũ là anh ta kêu tới bằng bà ngoại bà nội, mà cái như lên cộng đồng mạng có những cái gọi sắc sược như thế, tôi với bà con có nên tin hay không? Nếu mà những lúc mà giữa nó với cô cái banh riêng tư là có tin thằng Vũ hay không, khó tin lắm quý vị. Nó đã thể hiện một cái bản chất như thế, thì giữa mà Vũ và cô cái banh là riêng lẻ với nhau, thì tôi nghĩ là có khả năng những cái mà cô bạn kể thì chúng ta phải cần nghiên cứu kỹ lại và có những cái mà suy nghĩ thì cô cái banh có bị oan hay không. Cho nên những ngày vừa qua là từ lúc mà cộng đồng mạng là ủng hộ về cái tinh thần để mà cô tiếp tục để đấu tranh cái vụ này, để lôi cái vấn đề ra sáng, thì kể như bà con thấy là tinh thần cô Kim Anh là phấn chấn hẳn đấy, cô Kim Anh là tự tin hẳn. Kể những cái câu chuyện mà như ngày những ngày trước là cô kể là nó còn là ngập ngừng, nhưng mà đến hôm nay cô kể một câu chuyện là rất 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 có nghĩa rằng kể như là cô cũng đã cái như là có sự chia sẻ từ cộng đồng, sự an ủi chia sẻ cảm thông. Con người chúng ta chỉ cần như thế thôi, chỉ cần là lúc mà hoạn nạn khó khăn cả cộng đồng mạng cùng chung tay chia sẻ, cùng kể như có một cái lời an ủi để thì đảm bảo quý vị cái khó khăn gì nó cũng phải vượt qua, khó khăn chi nó cũng phải vượt qua quý vị đây. Bây giờ ví dụ đi, nó vô tới lên cộng đồng mạng, bây giờ đưa ra công an, việc có dễ quề rồi á, ai lấy lại danh dự cho tao lại không? Chú nghĩ là đúng không? Chặt lắc cái đúng gì chặt lắc anh, nó bây giờ cái đưa ra công an đấy, rồi kể như là giải quê thì ai lấy lại danh dự cho anh? Ủa giải quê sao lại giải quê? Cái vấn đề ra là cái đã ra công an là cái phải là tìm ra vấn đề là ai đúng ai sai chứ sao là về được, không có quê được. Giải quê ở đây đó là anh phải xuống là chỗ hiệp sĩ đó, đã gặp ba mạch một lời rồi phân xử như thế nào để mà tìm ra là một cái câu trả lời chung, một tiếng nói chung đấy, mức đấy là gọi là giải quê.
Chứ còn đã ra công an đó là cái là chỉ là bên đúng và bên sai, chứ không thể giải quyết được. Ra công an là tìm chân lý rồi. Đấy, làm chi mà cái chuyện mà giải quyết. Đó, mà nó bây giờ cái ra công an mà giải quyết thì cỡ như là ai lấy lại danh dự ta. Đấy. Những ngày vừa qua tôi hỏi quý vị, Vũ ở nhà đây thì danh dự của Vũ tại sao mà bây giờ cứ sợ là mất danh dự? Mà cái danh dự của mình bây giờ người ta đang tố giác mình như thế mà mình không đứng lên để đấu tranh để đòi. Mà cứ hỏi là danh dự của tao bây giờ ai trả cho tao đâu? Của danh dự mình tự đi mà đấu tranh để đòi. Cái vấn đề này người ta đang tố giác một cái vấn đề liên quan đến tiền và tình. Đấy. Mà cái tình đó tình đối phương tình một chiều tổ chỗ Vũ. Đó. Thì bây giờ Vũ muốn mà cái vấn đề đây nó rõ ràng thì Vũ phải là người đứng ra đâu cả. Đứng ra để mà cái như là đối chứng cái sự thật. Ba mà cuộc lời là nó ra thôi quý bà con. Không có cái gì khó cả. Nhưng thấy rằng ở đây đó là Vũ kể như là vẫn còn lấp la lấp liếm như thế nào. Bây giờ nó thật sự con không có sữa uống mà cái không dám ra được. Nó khổ vậy quý vị. Anh nói bây giờ con tao không có sữa uống, bây giờ cái như là tam tứ phương tám hướng biết gì tao hết thì tao còn làm anh được nửa lỡ không? Con hứa là con bây giờ biết anh cái chi, anh làm anh thì bây giờ anh ra bán số hàng ngày anh cũng bán số thôi. Có nghĩa là những ngày trước anh cũng là ra bán số mà cả như anh khoe này, ồ tao bán số ngày đó là có như là mấy trăm. Có nghĩa là tôi nghĩ là chắc trong quá trình anh bán số anh cũng có những cái chiêu như thế nào, anh mới bán được cái số lượng lớn như thế. Thì bây giờ đố chuyện này ra thì anh không còn làm anh được nữa, anh mới đi quay ngược lại, anh nhét nhéo cộng đồng. Anh nói bây giờ mà nó cứ lên miết như thế thâu cho ta còn làm anh được gì nữa lận. Tôi hỏi người con bây giờ anh muốn làm anh cái gì? Muốn làm anh thì anh phải là giải quyết mọi cái chuyện cô cái ban nó rõ ràng. Đấy. Mà cô cái ban không phải là người đầu tiên mà tôi nhắc anh này, cô cái ban là người thứ hai. Vợ của bạn nhậu anh cũng tôi nhắc anh. Và bây giờ cô Kim Anh là người thứ hai quý vị. Thì lúc mà cô Kim Anh á, mà lên á, tố giác anh nói là có người nào đó đứng sâu giật dây chỉ đạo để cô Kim Anh hãm hại ảnh, hạ uy tín của ảnh. Thì bây giờ nếu mà theo quan niệm của Vũ là cô Kim Anh hãm hại hạ uy tín của Vũ thì ai là người đứng ra để đòi cái uy tín danh dự cho mình? Thì bản thân Vũ. Vũ phải đứng ra. Vũ phải là cái là đối chất ba mặt một lời. Chứ chẳng lẽ chúng ta phải đi thay Vũ? Đây là Vũ phải đi kể như ra đối chứng. Trong khi đó cô Kim Anh cũng là chấp nhận sẵn sàng ra đối chứng với Vũ. Mà Vũ lại không đi. Mà cứ lên cộng đồng mạng là cứ kêu oan. Tôi hỏi quý vị oan mà tại sao anh không đi để mà giải oan cho mình? Đấy. Anh nói bây giờ tao ra ngoài đường là YouTube nó bắt tao lại, nó quay tao nói không có thằng YouTube nào mà dám bắt anh lại quay. YouTube không có chức năng giữ người, ngay cả hiệp sĩ cũng không có chức năng giữ người. Đà, mà nếu mà anh sai đó, anh sai thì người ta được quyền phản ảnh đâu. Còn tất cả mọi vấn đề quyết định xử lý thế nào là cơ quan chức năng. Thì bây giờ nếu anh không sai thì anh cứ ra đường chính chính. Cho nên cái giai đoạn mà nó cao trào nhất đó là YouTube tập trung tại những quán cà phê gần nhà ảnh. Nhưng ảnh không ra. Anh không ra, nó bây giờ tao ra là sợ YouTube nó ghi hình tao là sao? Tôi nói bây giờ thì đường nào anh Vũ này, nếu mà cái như là ảnh là một người không có một cái chi quý vị, theo cái quan niệm chủ quan của chúng ta đó. Nếu Vũ là một người gọi là một người đúng hoàn toàn mà một người đang bị oan thì cái cơ hội YouTube tới đó là cơ hội để anh phải giải bày. Có nghĩa là anh chỉ việc là anh ngồi đó và anh em YouTube hỏi cái chi anh trả lời cái nó. Thời điểm đó là hàng loạt kênh YouTube luôn là tới quay để phỏng vấn ảnh để mà tìm ra một cái sự thật. Thì ảnh trốn, ảnh không có ra. Ảnh nói là tao đỡ cái cửa hé hé như thế mà đứa nào vô là cái như là tao sẽ xử. Đấy. Tôi hỏi quý vị có thằng YouTube nào dám vô hay không? Mà anh nói là tại sao cô cái mà anh không chịu lên gặp ảnh? Tại sao mấy anh hiệp sĩ không lên gặp ảnh? Tôi nói bây giờ dám vô nhà ảnh hay không? Thì người ta ngồi quán cà phê đó, thì nếu mà anh kể như là không có vấn đề gì thì anh cứ ra để ba mạch một lời ngồi nói nhau với chuyện bình thường. Đấy, nhưng mà không làm. Không ra. Mà người ta vô nhà anh, tôi nói vô nhà anh cho mang họa hả? À, vô nhà anh rồi cái như là anh có những cái gọi là cái như là anh kiểu như anh xúc người ta đấy, rồi tôi nói là cái ai đâu mà cái như là tôi nói giờ có như thế nào mà vô nhà anh là chắc anh là người ta sai trước rồi. Vô nhà anh mà chỉ cần là nói có đúng mà cái như anh quay ngược lại nó mày vô nhà ta mày quậy hết mày một phát là tôi xong.
mà tôi nghĩ ai với Vũ dám lắm à. Nó nói là mà cửa đỡ hay hết, cứ vô đi rồi biết. Dám vô quý vị, dễ chứ vô. Bây giờ vô công an nó đâu có cho mày quay. Đúng rồi, không. À, cái đầu mẹ mày dám mày với ai, mày tự tình với ai. Ra đường mai mất người ta gặp đó, thằng đó đó, nó lừa đảo bà đó đó. Anh tào lao chưa? Đi vô công an là một cái nơi để mà người ta cái như là xử lý rồi. Chẳng lẽ mà người ta nói miệng xuông. Thì ít ra cũng làm cái biên bản cam kết. Ít ra cũng là cái như là hai bên ký vô rồi cái nội dung thế nào, giải hòa ra sao, rồi cái ai đúng ai sai chứ. Chứ đã tới cơ quan cái chức năng nào, chẳng lẽ bây giờ cái như là vô đó rồi ra cái mình ên không có một biên bản giấy tờ gì quý vị. Mà nó bây giờ tới đó sao người ta cho quay? Ủa tại sao ông nói là bây giờ tới công an là người ta không cho quay, tại sao ông không xuống chỗ hiệp sĩ cho người ta quay ông lên? Đúng vậy, nếu chỗ công an không cho quay thì anh phải xuống hiệp sĩ để người ta quay lên, người ta đưa anh lên là người ta minh oan cho anh. Hoặc là anh ra gặp những anh YouTube đấy, rồi người ta quay lên, người ta đưa anh lên là nó anh Vũ vô tội. Nhưng mà dưới điều kiện anh phải trả lời và đối chính với là cô kia mà. Đằng này anh không dám quý vị, anh không dám là kể như là đối chính, không dám ra. Mà anh nói là toàn là những cái gọi là nói thật sự. Vũ bây giờ đang tìm cái bài khó không? Có nghĩa là người ta khi mà người ta đang bị oan uổng là người ta phải là ra bằng mọi giá. Bây giờ nói thật sự, cái danh dự nó phải là lớn hơn cái tính mạng. Đấy. Mất danh dự là mất tất cả. Mà bây giờ anh cố thủ để mà anh bảo vệ cái như là không biết là anh bảo vệ cái chi. Nhưng mà thấy rằng cái anh càng cố thủ là cái như là anh càng cái như là thua thiệt. Đấy. Những ngày vừa qua Vũ cố thủ, bà con thấy là cái như là từ lúc mà gặp Lợi Nguyễn bắt đầu là có vẻ là một cái mọi cảm xúc là anh tuôn trào hết, mà anh tuôn trào đó là lộ sắp bài. Những ngày vừa qua là kìm nén cả rồi, nó chỉ có mấy ngày thôi mà kể như nó chịu không nổi, muốn chi là cô Kim An. Nó có mấy ngày thôi mà nó trả lời là có những câu từ mà gọi là không chuẩn rồi, thì muốn chi cô Kim An đang chịu đựng trong một khoảng thời gian là mười mấy năm trời. Tôi hỏi quý bà con cái như bây giờ những cái vấn đề thì cô nói ra nó cũng có những cái chạch chọn chuyện bình thường, với cái tâm lý nó bị ức chế một khoảng thời gian khá dài mà. Đó. Cho nên cái vấn đề anh Vũ đó, đường nào nó được, vô công an thì sợ không được quay phim, mà xuống nghiệp sĩ thì cũng sợ, không biết là anh sợ cái chi, mà ra gặp những anh YouTube thì sợ ghi hình. Đồ, cái chi Vũ cũng sợ trơn trọi quá vậy. Thế bây giờ anh hỏi Vũ, Vũ muốn cái chi. Đấy. Bây giờ Vũ muốn cái chi để mà Vũ ra đối chứng cô ta. Ra đó chứ em, bây giờ nó thật sự anh đảm bảo bây giờ nếu mà Vũ ra đấy là kể như là cô Kim Anh sẽ ngồi nói chuyện Vũ là ok đó. Bây giờ cô đủ sự tự tin rồi đã, tất cả những cái mà sợ sệt Vũ là đến bây giờ là cô không còn nữa quý vị. Cho nên cái vấn đề ở đây chúng ta phải tự tin là những ngày vừa qua được sự ủng hộ của cộng đồng, được sự gọi là bà con yêu thương động viên, thì đến bây giờ cô Kim Anh đã có những cái hướng suy nghĩ nó thoáng hơn. Đấy. Đầu óc bây giờ tỉnh táo hơn. Đấy. Thì bây giờ là cô đủ khả năng để đối phó Vũ. Bằng nếu mà bây giờ Vũ chỉ cần mà có những cái chi mà hỏi thì cô sẵn sàng cô trả lời. Chứ không phải như ngày xưa là cái cô không biết dựa vào ai, cô không biết dựa vào đâu để mà tìm ra một chân lý. Nhưng đến bây giờ cả một cộng đồng mạng đang ủng hộ cô, đó là cái niềm tin mà cô sẵn sàng cô đứng ra cô đối chất với Vũ. Cô đã hứa rồi, chỉ cần Vũ tới là cô sẵn sàng ra cô đối chất. Cô còn trong tay cô còn rất nhiều cái bằng chứng liên quan. Thì tôi hỏi quý bà con, nếu mà Vũ bây giờ nó dám ra hay không? Đấy, dễ gì Vũ dám ra. Mà bây giờ cứ lên cộng đồng mạng, bây giờ cái nhà anh oan thị màu hả Vũ? Lấy bả. Không nói em nghe. Anh không có sợ, anh nói thiệt với em, bây giờ ta chạy cái đường phà. Mới là sắp hơi này mà. Anh tránh chó này, câu đang tránh chó. Anh nói bây giờ tao chạy cái đường phà mà hôm nay vừa qua, tao nói bà con thấy đâu. Mì tôm mà cái như anh còn qua, anh xin còn thằng em trai, cái như là anh ăn mà anh đâu có cái dám ra đường, anh ấy đâu mà chạy đường phà. Ra đường phà thì bây giờ đi. Đó. Cũng không dám đi, mà đại đa số là anh cứ anh khè. Đó, bà con nghe câu sau này, câu trước là bây giờ tao chạy ra đường phà, câu sau là Trung Quốc quá vậy. Đó. Mới cảm ơn là Dương Gan vậy, người ta không, ủa ông Vũ không muốn mà trốn hả? Không, ông Vũ không
về chưa? Nhưng hỏi ủa về chưa là về làm sao? Ông bị bắt ở trên phường, ông về chưa? Nhưng nó trời, ông mới ngồi nhỏ nhảm nhậu kìa, ai bắt ông? Buồn chứ em, đó mày. Tự nhiên đang bị oan mà có YouTuber quay để mà chia sẻ nỗi oan thì Vũ lại từ chối, thôi đừng quay tao, tao để cửa hé mà đứa nào vô nhà tao là biết liền. Tao nói quý bà con, coi như là tao nói quý bà con thấy cái oan này nó hoa kỳ quý vị, cái oan người ta là phải tìm ra được coi như là những người mà cần chia sẻ để nói lên những cái sự thật. Nhưng cái oan của Vũ nó lạ lắm, cái oan của Vũ là phải trốn trong nhà rồi kể như là cứ la làng lên thôi. Đấy, tự suy nghĩ cái nè. Ê, bây giờ mày không tin nè, hai cái người này nè, hai cái người này nè nha, lại coi là hai người này nè, cái thằng này nè là cái thằng Dương, nó loại là Dương biết nó, tự vì cái năm Dương sinh 2020 là nó có, là Dương đã biết nó rồi. Nó từng đi lên nhà nó cầu cứu ông Vũ. Dạ, bà con nghe cái điểm này, bà con nghe điểm này rất thú vị. Có nghĩa là cái thằng đây là năm 2020 là con vợ nó sinh, thì anh chàng đây là anh lên anh cầu cứu, mà bà con sẽ biết là anh chàng đây là ai và có quan hệ Vũ như thế nào. Bà con nghe cái điểm này tôi nghĩ rất thú vị luôn. Bây giờ có nghĩa là bây giờ anh đang những ngày vừa qua là anh bí thế rồi đó, bây giờ chỉ cần có người là anh chia sẻ đâu. Mà cái vấn đề đây là cái như là anh nói nhưng lời nguyện là nó để mấy cái âm trong bậy. Bắt đầu là tất cả chỉ có những giây phút này mới lột được cái bản mặt của anh Vũ, chứ dễ khó lột lắm. Vũ đang tỉnh nha, Vũ rất chuẩn đó, chứ không phải Vũ như chúng ta đâu, tỉnh lắm, lành lắm, khôn lắm quý vị. Một hai giờ khuya nó nhờ ông Vũ cầm sổ nước giùm cho nó, nhưng mà cái sổ là sổ giả. Một hai giờ khuya nó tầng lên nhà nó xin xỏ ông Vũ đủ nói chuyện. Bây giờ tính thiên con này nè, con vợ đó đó, tố tao chứ không cần. Là nó nói ông này lừa đảo chồng nó mấy trăm triệu, lại coi tức không? Đã bọn tha. Có nghĩa là ngoài cô Kim Anh thì có con vợ của thằng bạn nhậu cũng tố giác hàng. Ủa tại sao Vũ nó sống nó trúng cái cung chi mà cá nhân là đi đâu cũng bị người ta tố giác quá vậy? Hết kể như là cái người đồng đạo nó là cô Kim Anh tố giác rồi, bây giờ là dính một cái nữa là cái như là cái con vợ của thằng bạn nhậu cũng là tố giác. Chúng ta phải đặt câu hỏi chứ, mà tất cả là điều liên quan đến là cái vấn đề tiền và số đó. Đã, liên quan đến tiền và số đất thế quý vị. Ủa tại sao mà có những cái mà nó trùng khớp thế quý bà con? Nếu như mà kể như giả sử như con vợ của thằng bạn thân, thằng của vợ của thằng bạn nhậu nó tố giác về một vấn đề khác thì chúng ta không đặt một dấu hỏi lớn. Nhưng đằng này nó có một cái điểm chung, có nghĩa rằng cả cô Kim Anh cũng tố dính vấn đề đất đai, dính cái sổ cô rẫy vô trong cái là cô đang cầm, cô đang thế chấp để mà lấy tiền cho Vũ mượn. Thì bây giờ con vợ của thằng bạn nhậu cũng là gặp cả như anh em hiệp sĩ cũng đứng là tố giác, cũng liên quan đến vấn đề tiền bạc, thấy không? Có những cái mà cái như là Vũ nó thật sự thì Vũ nó không biết chữ, cái nó khổ thế này này quý vị. Vũ nó không biết chữ thì bây giờ nó thật sự bà con cho nó mượn tiền thì thâu đưa tiền cho nó thì lấy bằng cái niềm tin. Chứ chẳng lẽ bây giờ tìm một cái thằng mà không biết chữ bảo mà ký cho tao, mà nó đã nói rồi, nó nói là nó không biết chữ rồi, mà tôi hỏi quý bà con mà nó ký vô một cái biên bản mà mượn nợ tay đôi đó thì nó không có giá trị pháp lý, có đòi cũng là không có cái giá trị đấy. Mà cái như phải có cái người làm chứng nữa, mà tôi hỏi quý bà con chẳng lẽ mẫu lần cho thằng Vũ mượn tiền phải lơ phải tìm người làm chứng, mà mẫu lần chẳng là bây giờ muốn đòi tiền nó xảy ra cái vấn đề chi phải lôi người làm chứng ra nó cũng phiền quá, thì thâu cho nó mượn tiền bằng cái niềm tin đi, thấy không? Nó đã không biết chữ mà bảo nó thâu mày điểm chỉ cho tao, đã biết chữ nó đập đâu mà điểm chỉ. Nếu nó biết chữ nó biết đập bỏ bệ một hai tiếng thì cỡ như còn nói thâu mày đập xong rồi mà điểm chỉ cho tao, mà ký cho tao một chữ ký cũng được. Đằng này nó đã lên cộng đồng mạng, nó nói ngày đầu tiên nó là không biết chữ, mà bây giờ nó lặn ra ở đâu đó nó bảo là ủa tại sao không có biên bản, mượn nợ phải có biên bản chứ. Tôi hỏi với con cái ai mà bảo thằng không biết chữ ký hay không đấy, thì nó phải biết đập biết đồ rồi mới biết cái điểm chỉ nó ký chứ. Thì bây giờ anh quê cái độ đó, anh nói là tao vẫn là biết chữ,
Có nghĩa là cả như lúc là vũ là cả như là sướng lên là biết chữ, mà lúc không sướng là không biết chữ. Đó. Đường nào vũ nó cũng được. Thì tôi hỏi quý bà con, bản thân của vũ nó cũng có những cái sự mâu thuẫn rất lớn. Thì muốn chi mà cả như là những lúc mà cô Kim Anh lên một mình đòi nợ quý vị, những lúc cô Kim Anh một mình lên đòi nợ, tôi hỏi quý vị, vũ có chịu trả hay không? Mà nếu mà vũ nó không trả, nó có hành động gì hay không? Thì chúng ta phải hỏi ngược lại với cái bản chất của anh Vũ này. À, anh có dám hay không? Đấy, với một bản chất như Vũ, chỉ cần bay vô nhà tao là tao đỡ hé cửa mà vô nhà tao là cái tao xử. Thì tôi hỏi quý bà con, những lúc cô Kim Anh bây giờ muốn đòi tiền thì cũng phải tới nhà nó, chẳng ra ngoài đường đòi.